Xin chào các khán giả đam mê đồng hồ. Chúng tôi ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bạn một chiếc đồng hồ thanh lịch và đang là hot trend trong nửa năm trở lại đây, chiếc Pohneiger P513-1, và hãy cùng tìm hiểu xem tại sao đây luôn là sản phẩm cháy hàng như vậy. Đầu tiên là thông tin về size mặt. Chiếc đồng hồ này có size mặt là 42mm và độ dày là 11mm, một kích cỡ trung bình và dễ đeo. Đây là ưu điểm của dòng đồng hồ này, vì size mặt sẽ là điều đầu tiên ta thấy có hợp với mình hay không. Dù đẹp đến đâu mà to quá hoặc là nhỏ quá thì đều không còn phù hợp nữa. Và kích cỡ này thì rất ổn với nam giới Việt Nam, tôn dáng và không kén chọn người đeo. Thứ ghi điểm tiếp theo là mặt số. Mặt xanh đại dương sâu thẳm, là một tông màu tối nhưng nó lại không bị đơn điệu và quen mắt như màu đen. Trái lại, mặt xanh dù trầm nhưng vẫn có sức hấp dẫn, và đặc biệt khi tiếp xúc với ánh sáng thì nó vẫn có những tia xanh ánh lên, nhìn rất đẹp mắt và hấp dẫn. Và thế là đủ với một chiếc đồng hồ nam. Những chi tiết còn lại thì tương đối đơn giản và gọn nhẹ. Đồng hồ có bộ ba kim và cọc số đồng màu, các chi tiết đi theo lối thanh mảnh, nhỏ và tinh xảo. Đây là xu hướng của đồng hồ thế giới trong những năm gần đây. Dù là đồng hồ nam nhưng nó không thô ráp mà mang lại sự tinh tế và lịch lãm, hình ảnh của những người đàn ông hiện đại. Và nhà sản xuất vẫn cài cắm một chi tiết thể hiện sự tỉ mỉ của mình, chính là vạch số chấm tròn rất nhỏ được khắc khắp vòng tròn mặt số. Đây là chi tiết nhỏ thôi nhưng rất mất thời gian, vì đều là những nét khắc nhỏ thể hiện sự chu đáo và có tâm với sản phẩm của Pohneiger. Vì là thương hiệu có gốc Thụy Sĩ nên Pohneiger có thế mạnh trong việc tự chế tác máy, và thương hiệu đã có máy in-house được công nhận bản quyền riêng. Và chiếc đồng hồ ngày hôm nay thì cũng sở hữu một bộ máy như vậy, một chiếc đồng hồ cơ tầm giá 8 triệu thôi nhưng có tần số dao động lên đến 28.800 nhịp trên 1 giờ, đảm bảo sự mượt mà của kim dây. Đồng hồ lên cót tự động, trữ năng lượng 42 giờ với 3 kim và 1 lịch. Và quan trọng là khi Pohneiger cực kỳ tự tin khoe chọn bộ máy ở phần đáy của đồng hồ, và chỉ khi họ chế tác một bộ máy đẹp thì hãng mới áp dụng thiết kế lộ đáy như vậy. Và quả thật bộ máy hiện ra ở phần đáy đồng hồ rất đẹp mắt, khẳng định sự tự tin và đẳng cấp của hãng chế tác. Trên đây là những cảm nhận và đánh giá của tôi về chiếc Pohneiger này. Các bạn nghĩ sao thì có thể để lại comment bên dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.